ở ngoài sau đây nè, rồi nó chạy xuống dưới dài kim chích vậy, chích chích ở trong tinh hoàng vậy. 3 tuổi rồi, cũng như là nằm mười mấy năm đi bệnh viện dạ. Và thầy nhức cỡ 7-8 năm nay rồi đó. Dạ mà đi khám hộ rồi. Dạ không. Rồi anh chia sẻ tình trạng vợ chồng anh bệnh sao? Anh bệnh sao vậy? Cái tình trạng bệnh của mình thì nó cũng lâu rồi chắc. Bây giờ nghĩ lại thấy lâu rồi, từ ngày coi clip thầy á là mới biết cái tình trạng bệnh là đi cũng cứ nó kiểu bị đau cái này, cái nằm xuống là nó khó thở. Khó thở vậy cái mình cứ tưởng là người ta nói là chào người da dày á. Yeah. Cứ đi bệnh viện Chợ Rẫy đi về nó hết bớt. Rồi sau cái nó bị lại nữa. Rồi một thời gian sau thì giờ nó lên tới cổ rồi. Lúc nào cái cổ cũng khô vậy. Là gần đây á là chừng 1-2 năm nay nó khô mà cỡ 1-2 tháng nay là nó nhức đầu hoài luôn. Nó nhức ở ngoài sau đây nè. Rồi nó chạy xuống dưới vai. Dưới vai. Vai mà cái vụ mà về quan hệ là nó cứ đau cái tinh hoàng dữ lắm. Còn mà không quan hệ bình thường thì nó như dài gần đây học 1-2 năm nay thì nó giống như bị kim chích vậy, chích chích ở trong tinh hoàng vậy. Mình như là hai chồng không có con á, nên cứ đi bệnh viện bình dân để trị mà phái nam á, thì nó nói là mình bị giãn tĩnh mạch thần kinh. Cái mình có đi mổ luôn rồi, phẫu thuật hai bên nó bị giãn á, thì mình phải làm nó quằn ngoèo á, làm lại nhưng mà đi lại nó cũng không được, nó cũng bị và nó cũng đau. Nhưng mà mấy trong vòng gần 1-2 năm nay á, là nó như là nó bị như là dị ứng vậy á. Đi bác sĩ dị ứng được có một cái lần, có bữa thì nó nói là đi chỗ bệnh viện mà kêu bằng da liễu, nó nói là mình đi tự nhiên nó dị ứng lên, mình nảy sưng dương vật rồi lên hết luôn. Sưng hết luôn. Sưng hết luôn, tay chân nó sưng hết từ dương vật ở dưới sưng lên hết luôn. Rồi đi bệnh viện da liễu thì nó nói là mình bị dị ứng gì đó. Rồi giờ từ đó mà mình uống thuốc thì nó hết, nhưng mà giờ nó giống như có kim chích vậy, mình ngủ là kim chích vậy, mình mới dùng tay mình nhíu nhắt nó giờ nó mới ngủ được. Còn không là ngủ không được. Ngủ anh thấy gì không? Ngủ nhiều khi cũng có thấy quan hệ rồi có khi xuất tinh nữa. Gần đây là ngủ quan hệ thấy một cái cục gì đen đen như cái bình nước vậy đó. Có quan hệ cục đó? Không có quan hệ cục đó, mà thấy cái bình đó mà bên bà xã mình sanh ra cái cục đó vậy. Rồi mình thì thấy quan hệ với cái mấy cái người mà như là xưa mình còn trẻ mình như là mà thích á. Dạ. Nhưng mà có thầm thương thích người ta vậy, là mình thấy mình thấy người đó. Thấy người đó, cái người đó quan hệ với người đó vậy. Bị bao lâu anh? Nếu mà bị quan hệ này thì chừng 2-3 năm nay à. Anh có đi thầy không? Không có đi thầy. Chỉ có đi như là mình buôn bán làm ăn thì có đi xin phép của mấy người mà người ta cho phép về làm ăn á. Ông đó cũng đến nhà, ông có làm cái bình thờ gì đó. Cái thờ ở đằng sau đó thầy, cái chỗ kế bếp đó. Thờ đó là ông nói nhà có dòng nam, mà ông nói là cái dòng nam đó nó cứ theo con à, rồi chân cẳng nó cứ lạnh miết à, rồi đau bụng nữa, rồi chóng mặt nhức đầu muốn ói. Mà anh này là anh bệnh lâu lắm rồi đó thầy, bệnh năm 2011 tới giờ đó mà không biết. Cứ tưởng là bị nó hay bị chứ bằng đa bụng nữa. Đi bệnh viện là hồ sơ là sắp vậy. 4 cây 8 giờ chiều là bắt đầu là lấy quần dài bận áo vô, mang vớ vô.
mà ngồi ổng nóng lắm thầy ơi, từ trên bụng trở lên nóng lắm. Nãy giờ mới gặp thầy mà nó đầu nó nóng lên nóng lửa gì đó. Nóng hai cái đầu nó nóng là con á là bị chóng mặt, nhức đầu, mà cái đầu nó tăng chứ nhớ nó không có nhớ, quên hoài à. Rồi thôi đau bụng mà chóng mặt, nhức đầu, ói, mà con thấy con bệnh như giả bộ vậy đó. Thôi là chiều tới 5 giờ là hai chân nó lạnh, mà cái đầu thì nó phừng, nó nhức kiểu không có nổi, nhức lâu lắm rồi thầy, nhức cỡ 7-8 năm nay rồi đó. Mà lúc trước thì đi bệnh viện thì bác sĩ nói siêu âm chụp CT thì bác sĩ nói cái não bị tàn trữ gì đó, nó trời tàn trữ cái gì, vũ khí gì trong chổng đâu mà tàn trữ, cái cho thuốc, cho một bịch thuốc mà về uống hết thuốc rồi cũng bị lại. Nó cái não gì tàn trữ rồi. Dạ, tàn trữ vũ khí gì đó, nó trời vũ khí chắc chết luôn chứ còn sống gì, mà con thấy trong người con á bệnh lạ lắm, muốn khỏe là khỏe, muốn mệt mệt rồi. Rồi chiều tới là tắm xong mà cỡ 5 giờ là bắt đầu con cảm rồi đó, cảm sổ mũi tới 9-10 giờ ha, tối là con không bao giờ con ngủ được. Mà bị lâu rồi, cỡ khoảng 10 năm nay á thầy. Dạ. Ngày nào cũng vậy, có bữa thì khỏe ru à, không có gì hết trơn, còn có bữa thì nhức đầu, chóng mặt, ói, muốn khỏe là khỏe, muốn mệt mệt. Mà cỡ gần 2 năm nay là cũng như là tim á, nó đang ngủ rồi chứ nó đập thình thịch mà đập dữ lắm. Rồi có lúc á thì đang ngủ vậy cái tự nhiên nhức đầu muốn ói, ngồi dậy ói. Ói. Dạ. Mà đi khám hụ. Dạ không. Anh cũng vậy. Cũng vậy, nhất là bắt đầu buồn ói vậy. Một năm là ông đi bệnh viện đâu 4 lần á thầy, ông xách về bịch thuốc, ông uống 2 liều là ông để đó rồi dục. Ông bệnh, ông bị như là ông nói ban đêm á mấy ma nữ nào nó đè ông cái gì á, thở không được mà ông là ơ mà con quay qua con vịn tay ông, con kêu ông, cái ông nói thừa tôi đẩy ra mà nó nhào vô nó bóp cổ thở không được. Bóp cổ à? Nó giống như cái bóng vậy, bóng tròn tròn nó đè lên mình sợ, mình lấy tay đẩy mà mình la lên la là cái bà xã mình biết mình mới gì đó, cái bắt đầu mới giật mình dậy, rồi mình giật mình dậy, đúng rồi, mình mới biết là mình đẩy. Từ lúc mà con coi clip của thầy á, coi thầy trị cái cô mà ở Na Uy về đó là con mới biết á, con mới tính ra là bệnh. Ông nói em tính bệnh của mình cũng khoảng 13-14 năm rồi hen, mà mình không biết thầy chung sớm, phải biết thầy chung sớm là đâu có bệnh dữ vậy. Con nói thầy á, bệnh viện nào ông cũng đi, Bình Dân nè, rồi Tân Phú nè, Chợ Rẫy nè, ông đi tùm lum bệnh viện hết trơn. Mà mới đầu con tưởng nó ổng là bệnh cơ, mà con nói trời sao ông bệnh hoài á, 40 tuổi trở lên là bệnh, giờ năm mấy tuổi rồi, 53 tuổi rồi, gần như là năm mười mấy năm đi bệnh viện. Con nói sao ông bệnh hoài, tôi không uống nguyên thuốc nào hết trơn á. Cái thầy biết không, cái tới chừng mà con qua 42 tuổi là bắt đầu ông bệnh tới giờ. Mà con nói để gặp thầy Trung, để thầy Trung giúp đỡ chứ bệnh hoài. Mừng lắm thầy, bữa nghe máy mừng lắm, con khóc luôn á. Quá nhiều chưa? Dạ. Để lâu quá sao đó, lúc đó mình cứ nghĩ là một ngày cùng gọi, đâu chịu nổi. Thì đó. Thì làm nhận xong rồi làm hết, xong bắt đầu nhận tiếp. Thật sự đâu có nhận nhiều, làm đâu hết rồi nhận nhiều. Dạ. Nên có những người ta cũng trông đợi. Con nói điện được thầy giống như là trúng số vậy, con mừng á. Rồi con nói từ lúc mà chưa gặp thầy á, trong lòng buồn hoài á, như là nhớ ông nội ông ngoại gì không biết nữa mà buồn hoài luôn. Cái nói trời, từ lúc anh từ lúc điện ra được Lê Hậu bắt máy xong rồi cái tự nhiên mừng quá trời luôn, mà giờ vui lắm, thấy trong lòng vui lắm. Mà sao kỹ thầy, 3 năm nay là làm khách nó đi trơn không làm đi mệt. Dạ làm đây hả, vô trong phòng thầy. Trời, có chết trong đây có mệt, anh bị mệt. Chạy xe là đứng lan nghe, coi clip thầy biết rồi đó. Cỡ gáo à? Chạy xe là lũi vô người ta, nó trở nổi xong chạy xe không lũi như người ta, mà còn dẫn xe chạy tự ngã luôn thầy, chứ cửa nhà té chạy dò chị chân hoài. Thường ngã hả? Dạ, cái nó trời ai xô không vậy? Nó không biết tự nhiên trọt chân té. Đau hả? Hôm qua hai chân con á, đi không nổi rồi, đau rồi, đi bưng đồ lên mà thang đi không nổi.
không anh chịu đau hay lắm. Nó gắn nha, thầy tới cứu là mừng rồi. Cũng thấy mấy người kia la la quá, em nói trời thầy tới mừng cũng chết biết nào thầy tới tôi. Ông con nằm mơ thấy thầy tới luôn á. Dạ. Yeah. Dạ mà lâu rồi, trước đó là con hai ngày sau Lê Hậu điện á, con mới nằm mơ thấy đó cái nói anh thầy Trung tới mà bắt ghế cho thầy Trung ngồi. Yếm anh đây nè. Yếm đây nè. Yếm Tinh Hoàng nè. Bởi vì ổng ngủ ổng cứ lấy tay ổng ngắt ngắt hoài mà. Nó. Con mà đi về quê thăm gia đình nó khoái lắm. Dạ. Yeah. Dạ em đi về quê thăm gia đình mấy chục ngày thăm mẹ dưới quê là bà ổng trên này ổng tỉnh bơ à. Ổng còn nói sao ổng đi nữa đi, ở dưới chơi cho vui đi. Được rồi. Gắn. Kiểu này không ấy sẽ được. Kiếm bộ sinh dục. Lâu rồi, bị lâu rồi. Mình phải nhiều không? Phải nhiều hơn. Giang à, nghe không? Nghe hả? Giang chịu nghe hả? Hai, nghe không? Bốn con tới số đó. Ở dưới quỷ đó. Đè ở ngoài đó, bốn đó. Hết rồi. Nhiều đó à? Hết sâu thở à?
Nhẹ chưa? Ngồi vậy. Nhẹ nhiều không? Nhẹ nhiều rồi. Nhẹ nhiều quá ha. Để nặng ngực hoài phải không? Nặng ngực hoài. Bình tĩnh. Hít sâu thở ra. Hít sâu thở ra. Chỉ sáng rồi chỉ rồi chị đang chút chưa nha. Đau à. Kim không nè, nặng hơn anh đó đó. Nặng hơn. Thôi là, thôi là. Thôi là. Im tới cái đi gì gán chịu chị thẳng chân ra thẳng chân ra cho nó chạy ra thẳng chân ra thẳng chân ra cố lên. Gán chịu chị, nhiều quá. Chị nhiều hơn chồng chị nữa. Ngay lên, thẳng chân ra. Tới trên này tan nát hết là lấy gì. Tao nghĩ chút thôi. Ngay lên chị. Nằm ngay lại. Chị này quá nhiều. Yếm chỗ này còn cái gì? Mất mạng là hên. Chứng này nhiều hơn.
Chút nữa rồi. Chút nữa hết rồi, sắp hết rồi. Ngay lại. Ủa dạ đau quá thầy. Ngay lại chị, gan, chịu quá nhiều. Kim nè. Nghe đi chị. Sao vậy? Chồng chị nãy giờ là nãy lời chỉ là binh với quỷ thôi. Chị là cái đó nhiều. Hai nè. Thấy không? Ba nè. Bốn nè. Chỉ là nặng. Năm nè. Sáu nè. Bảy nè. Tám nè. Chín nè. 10 nè. 10 con. Bao nhiêu lắm. Tan nát hết. Cái anh nói thôi điện thì Trung tới thì Trung bắt sao. Chưa điện rồi tôi rung rồi kêu tôi điện. Dạ thật sự ra thì Trung tới đây là mừng dữ lắm. Chữa cho hai chồng hết bệnh, khỏe nhẹ, làm ăn được cái thì cảm ơn, gửi lời cảm ơn thầy Trung sâu sắc nhất. Điện thoại vô số của thầy Trung, sớm muộn gì thầy Trung cũng bốc máy nhưng mà cũng tới giúp. Bây giờ tình trạng cơ thể của cô chú như thế nào? Giờ tình trạng thấy nó khỏe mà nó nhẹ, cái đầu nó nhẹ lắm. Chú cũng vậy, thấy tình trạng cơ thể nó khỏe, nhẹ hẳn. Cũng cảm ơn thầy Trung, cảm ơn hậu đã đến đây giúp cho gia đình.
như hai vợ chồng đều có bệnh hết. Hôm nay rất là cảm ơn là ôm điện thoại hai tiếng, mấy tháng trời con xong là con ở nhà con vừa làm vừa ôm điện thoại vậy nè, gọi mà không có lúc thì gọi được, có lúc thì không, lúc máy thì bận mà gọi suốt 2 tháng trời, gọi liên tục, có khi sáng 4 giờ ngủ cũng được, vậy cũng gọi, có điện thoại thầy reo nhưng mà không thấy thầy bốc máy nó thôi, tại vì mình nôn quá mình gọi thôi, chứ thật ra giấc này thầy cũng đang ngủ. Rồi xong một cái bữa đó con ăn cơm cũng cầm điện thoại gọi, nó thôi kệ, mai thầy phước chủ mình gọi gặp thầy chung thì mình được giúp, là mình được cứu.